Sau khi bị tài xế ô tô tông hất văng ra đường, hai thanh niên trộm chó vứt xe máy rồi nháo nhào bỏ chạy, sau đó bị công an bắt giữ. Ngày 19 tháng 10, liên quan clip hai thanh niên trộm chó bị tài xế ô tô tông hất văng ra đường khi cả hai đang cất tang vật trên đường ở phường Tân Thới Nhất, quận 12 gây xôn xao dư luận. Đại diện Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất cho biết công an đã bắt giữ hai nghi phạm. Theo điều tra ban đầu, hai thanh niên đi xe máy đã trộm chó của nhiều nhà dân trong khu vực, tài xế ô tô tông hai tên trộm cùng sống ở gần đó. Như đã đưa tin, ngày 18 tháng 10, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh tài xế ô tô tông hai thanh niên đi xe máy trộm chó khi họ dừng xe cất tang vật. Thời điểm này, phát hiện hai thanh niên nghi vấn trộm chó, một tài xế ô tô từ phía sau lao lên tông vào đuôi xe máy, khiến cả hai ngã nhào ra đường.